Hiện tại hôm nay là em đi biển mọi người. Và hôm nay em sẽ review lại cái cách đi biển của một số anh em ở quê vợ đây. Ở đây là đi lặn. Nói chung là có rất là nhiều ngành nghề. Nhưng ngày hôm nay thứ bảy thì em không báo giá rồi. Em đi trong đêm nay thì ngày mai em mới đang được. Ở đây thì hầu hết là đi biển là nghề chính. Và hầu hết là đàn ông thôi. Phụ nữ thì không có ai xuống ghe cả. Cho nên là những cái cảnh đi biển như thế này thì cũng rất ít chị em phụ nữ và mà thấy được. Trong video ngày hôm nay em sẽ cố gắng quay lại một số cái khung cảnh mà đi làm. Hiện tại bây giờ em ở đây là khoảng 5:30 chiều, tức là 17:30 á. Thì từ nhà chúng ta ra đây là khoảng 17 phút thôi. Nhưng hầu hết là họ sẽ ra đây và ăn tối và canh con nước, ví dụ gió, nước này kia mà quyết định đi hay không. Rồi trong khoảng 7 giờ hơn thì bắt đầu xuất phát đi đến điểm làm, tùy xa và gần. Nhưng hầu hết thì đi không xa lắm đâu, tức là chúng ta không đi cách mặt bờ xa nhiều. Ở đây lặn thì bình hơi và lặn khoảng là 7-8 mét, càng sâu thì áp lực nước càng nhiều. Công việc của người biển là như vậy. Nên ở đây chúng ta thấy ghe thuyền rất là nhiều. Và trong này sẽ có mỗi chiếc ghe sẽ đi đánh bắt một cách khác nhau. Em thì cũng không rành lắm hết đâu. Nhưng quay lại cho mọi người xem phía xa xa của chúng ta là hầu hết là cái người ta gọi là những cái chỗ nuôi tôm, nuôi cá mọi người. Cái này người ta đặt sẵn mấy bè nổi này. Đấy, tương đối nhiều. Và ở đây buổi chiều ra đây thì hay bật mực. Nó sơ về cái cách làm thì ở đây là chúng ta có một cái máy phát điện. Đây chúng ta thấy máy bóng đèn này thì sẽ có điện. Và một cái máy hơi. Chúng ta thở qua ống tiêu để lặn xuống dưới biển. Cái này sau khi mà khi nào làm thì em quay kỹ hơn. Đấy. Bên kia có hai anh chàng đẹp trai rủ qua uống nước trà, câu mực. Đấy. Em có đem sẵn mì tôm trong này. Có rồi. Em đem sẵn mì tôm để câu mực. Đấy. Mơ ước của hầu hết anh em ở trên núi là thường đi xuống biển như thế này, trải nghiệm một lần câu được con mực lên chế trong con mì tôm. Em là một thằng may mắn được như vậy bởi vì em không có say sóng. Đấy, hầu hết là mọi người ra đây sẽ ngủ nước trà, đợi thời gian nữa rồi mới đi. Bên đây cũng có một số anh em. Đấy. Rồi. Tuy nhiên như thường lệ thì để cho bà con chúng ta nắm được thông tin thị trường heo hơi thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tổng hợp lại một số tin tức trong tuần qua và kể cả là em báo sự thay đổi có trong những ngày này, tức là ngày thứ bảy và chủ nhật chúng ta không có thông tin tại chợ và kỹ lưỡng như những ngày thường, nhưng chúng ta vẫn nắm được tình hình chung. Cho nên ngày hôm nay là em báo sơ bộ và tổng hợp lại để chúng ta thấy cái thị trường chung và dự đoán cho thời gian sắp tới. Trong ngày hôm nay thì tại khu vực miền Bắc của chúng ta hiện tại ngày 9 tháng 6 năm 2024 thì có một số công ty là tăng thêm 1.000 đồng. Tuy nhiên là công ty CB là không tăng, cho nên chúng ta cũng có thể xem là thị trường vẫn tiếp tục đi ngang. Và công ty CB vẫn tiếp tục ở mức là 69.000 đồng một ký. Hiện tại ngoài miền Bắc của chúng ta, công ty thì nếu mà tính giá chung thì đã có từ 69 cho đến 71.000 đồng một ký. Hiện tại là 69 đến 70 là chủ yếu. Còn lượng dân heo đẹp với cái biểu to khoảng biểu 115 đến 120 kg trở lên thì hầu hết chúng ta đều bán được giá 70 và 71.000 đồng một ký. Tất nhiên lượng xấu hơn thì chúng ta vẫn chấp nhận phải cái giá thấp hơn là 68 đến 69.000 đồng một ký. Trên màn hình của chúng ta là hai bài điều của Giáp Pha. Và hiện tại thì em thấy anh em vẫn rao bán trên kênh mọi người thì đều ở mức giá là 68.000 đồng một ký. Như vậy thì chúng ta thấy thị trường heo hơi ở khu vực miền Bắc của chúng ta đang tốt, nhiều nơi đang thiếu hàng heo đẹp trên trọng lượng lớn nên tăng giá bán và lên mà vẫn không có hàng làm, tức là vẫn không có hàng để mà người ta mua đó mọi người. Còn tại khu vực miền Trung thì ngày hôm nay công ty tiếp tục CB vẫn tiếp tục giữ giá và các công ty khác cũng không có sự thay đổi về giá. Hiện tại thì chúng ta thấy là tại miền Trung thì Bắc miền Trung vẫn ở mức giá là 69.000 đồng một ký, còn Nam miền Trung thì dao động ở mức giá là 68 đến 69.500 đồng một ký. Và hiện tại thì khu vực này chúng ta cũng đã nghe trong video trước rồi, đây là khu vực giữ được đầu heo khá tốt và lượng heo còn ở các công ty khá là nhiều, cho nên là thị trường hiện tại vẫn chưa sôi động.
có thể gọi là tương đối ẩm đạm mọi người. Hiện tại thì chủ yếu là tiêu thụ tốt nhờ cái lực đóng ra Bắc và Nam tiêu thụ. Và với cái tình hình lực tiêu thụ tương đối ẩm đạm như thế này, thì ngày hôm nay em lại nhận được thông báo của công ty CB tại chi nhánh Đắk Lắk. Ở trên màn hình chúng ta đang thấy là người ta báo là thêm khung trọng lượng lớn hơn 115kg. Như vậy hiện tại thì heo thịt 3 máu và 2 máu, 2 máu cái, 3 máu thương phẩm và 2 máu cái, giá chính là vẫn 69.000 đồng 1kg. Trọng lượng cho heo nhỏ hơn vượt bằng 115kg trở xuống, tức là 3 máu chủng, cái khung chủng mọi người là 69.000 đồng 1kg đây. Còn thêm khung trọng lượng lớn hơn 115kg, hiện tại sẽ có giá là 67.500 đồng 1kg. Thì với thông báo này thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là công ty CB đã có cái giá gọi là giảm đi 1.500 đồng đối với trọng lượng không heo lớn. Ở đây mọi người nhớ rằng là giảm so với trọng lượng không heo lớn nha mọi người. Trọng lượng chủng là vẫn giữ giá 69. Cho nên ở đây thấy xu hướng heo tại khu vực miền Trung của chúng ta ngày hôm nay, ngày mai nha mọi người, bắt đầu từ ngày mai có thể gọi là giảm nhẹ, giảm 1.500 đồng. Còn tại khu vực miền Nam thì thị trường vẫn tiếp tục đi ngang đối với giá heo công ty CB cho loại 3 máu chủng vẫn là Đông Nam Bộ là 69.000 đồng 1 kg, Tây Nam Bộ vẫn là 69.500 đồng 1 kg. Tuy nhiên thì 2 ngày trước đây, tức là ngày 7 tháng 6, em có nhận thông báo là CB miền Nam giảm 2 máu 1.000 đồng. Nhưng mà em lại không cập nhật, em quên cập nhật cho bà con chúng ta biết. Như trên màn hình chúng ta thấy tại kho Vũng Tàu, Bình Dương như khu vực Đồng Nai là heo thịt 3 máu vẫn 69.000 đồng 1 kg. Nhưng mà 2 máu cái đã giảm 1.000 đồng là còn 68, và 2 máu đực thì giảm 1.000 đồng còn 67. Còn các kho ở khu vực miền Tây cũng tương tự giữ được giá 3 máu với 69.500, còn 2 máu cái và 2 máu đực cũng giảm ngang bằng với lại khu vực Đông Nam Bộ. Đó là cái tình hình ảnh hưởng của việc là tiêu thụ chậm tại các chợ và các sạp bán hàng thịt lẻ. Và kể cả là hiện tại chúng ta thấy ở miền Nam của chúng ta, nhất là khu vực Tây Nam Bộ, tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra rất phức tạp, trong đó có rất là nhiều bệnh tương đối là khó chịu như microsoft rồi tay xanh, kể cả là dịch tả đang ở các trại và ở trong dân tương đối nhiều, cho nên là ảnh hưởng đến cái việc là cái chất lượng heo thịt ra bên ngoài. Và đó là tình hình chung trong ngày hôm nay, em thông báo sơ bộ lại cho mọi người nắm rõ. Có thể nói là hiện tại thì chúng ta thấy giá heo vẫn tiếp tục đi ngang đối với các công ty, và miền Bắc thì tương đối là ổn định và có khả năng là có thể gọi là sôi động hơn. Còn lại miền Trung và miền Nam thì tương đối là có xu hướng giảm nhẹ. Và cũng trong lúc đang làm video thế này thì buổi chiều hôm nay em đã nhận được thông tin của ngày mai. Tại khu vực miền Bắc của chúng ta vẫn tiếp tục các công ty ở mức giá là 69 cho đến 71.000 đồng một ký. Tuy nhiên lượng dân với heo đẹp biểu lớn từ 120kg trở lên đã có giá 72.000 đồng một ký, tức là sẽ dao động từ 70, 71 và 72.000 đồng một ký. Ngày hôm nay chợ về gần có chục xe, tuy nhiên thì bán hết. Như vậy là chúng ta thấy một lần nữa tình hình tại khu vực miền Bắc của chúng ta tiếp tục sôi động hơn. Hy vọng rằng với cái tình hình sôi động tại miền Bắc của chúng ta như thế này thì cũng kéo giá heo miền Trung, kể cả là miền Nam của chúng ta tiếp tục ổn định, có thể tăng lên trong thời gian sắp tới. Và đó cũng là tất cả những thông tin về thị trường heo hơi trong ngày. Và trong video này thì chúng ta cũng không có thông tin từ các anh chị ở các địa phương báo về tình hình giá heo. Bởi vì trong video trước thì chúng ta tập trung nó về men tỏa. Và cũng thấy anh chị được đánh giá là về cách dùng tỏa thì tương đối là tốt. Nhưng ở đây chúng ta cũng quan tâm đến cách làm và liều lượng, làm sao cho nó ổn định và hiệu quả nhất. Bởi vì đôi khi trong dân thì chúng ta làm theo quán tính. Cho nên chúng ta phải đánh giá được... cái gì thì cũng phải thử mọi người, làm cái gì chúng ta phải thử rồi chúng ta đánh giá, nếu ok thì chúng ta xài. Một lần nữa thì em cũng xin được chúc mừng giá heo ở khu vực miền Bắc của chúng ta, và bà con chúng ta hãy cố gắng làm sao an toàn sinh học, giữ được bề heo của chúng ta trong cái thời điểm này, và kể cả thời điểm này, năm 2024 này, em nghĩ là ai giữ được heo thì người đó sẽ là người chiến thắng trong cái năm nay, vì khả năng giá heo của chúng ta sẽ còn rất là tốt. Trên màn hình chúng ta mọi người thấy đấy, em nhận những các bạn anh chị đưa về đấy, nó như thế này, nổ ra liên tục trong thời gian qua, rất là nhiều bệnh, và nhất là các bệnh tay xanh, thứ hai là dịch tả, cho nên bà con của chúng ta lưu ý và cẩn thận. Còn đây là thành quả của đêm qua, ở đây thì chúng ta thấy là tương đối là cá không lớn đâu mọi người. Ở đây đánh bắt
tức là tài nguyên biển của chúng ta đánh bắt gần bờ thì không có nhiều, và hiện tại thì càng ngày sẽ càng ít lan dần. Hầu hết mọi thứ từ biển cho đến rừng núi thì chúng ta thấy đấy, tài nguyên thiên nhiên và kể cả là tài nguyên biển cũng càng kiệt dần. Nhưng em là một người cũng tương đối là may mắn, chúng ta sống ở rừng nhưng mà có kể cả là biển cũng có thể là đi được, em không say sóng, cho nên là những cái cảnh này thì em rất là thích và hay đi quay lại. Tuy nhiên thì ra ngoài biển khơi thì chúng ta biết rồi, sóng gió nó rất là ồn ào, kể cả là đêm qua nước lạnh và sóng rất là lớn, cho nên giờ chỉ quay được phân đoạn thôi, và chúng ta cũng không có đủ ánh sáng để quay công việc làm hết mọi người, bởi vì ra ngoài này trời tối đen như mực, chỉ có ở trên ga thì chúng ta thấy tương đối có ít ánh sáng. Còn đây là những hình ảnh mà chúng ta phải trang bị để đi xuống nước. Ở đây thợ lặn sẽ mang trên mình có dây chì mà người thấy quấn quanh bụng đấy là 15 kg, để cho chúng ta dễ đi dưới nước. Và cái thở là qua cái ống thi vô, tức là cái đường thở. Ở đây cái máy hơi, cũng như chúng ta thấy máy hơi bơm xe mà chúng ta thường hay thấy đấy, em cũng thử rồi, tuy nhiên thì nó rất là khó thở, nhưng ở đây là cuộc sống mưu sinh và nó quen rồi. Ở đây ngày nào tức là một tuần thì đi khoảng là 3 ngày, nếu mà trời yên biển lặng thì đi được 4 ngày, còn không thì trời có giông tố thì chúng ta phải nghỉ. Một ca lặn như thế này thường kéo dài từ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ, nó cũng tùy theo lúc đấy. Mọi người thấy là chuẩn bị xuống nước rồi. Cuộc sống thì chúng ta phải có một người trên bờ, nói chung là người trên bờ điều hướng cho người dưới nước, nhưng mà phải có sự kết hợp và thở thì qua cái ống này thôi, cho nên là làm việc này cũng tương đối là nguy hiểm. Hầu hết ở đây chúng ta lặn mà khoảng 10 mét trở lại mọi người thì áp lực nước, tức là áp suất nó ít ảnh hưởng, nhưng chúng ta lặn sâu thì nó sẽ gây ra những biến chứng rất là khôn lường. Đối với những thợ lặn sâu mà chúng ta thấy nó biến chứng thì chúng ta cũng có thể là mọi người cũng nghe rồi. Cho nên ở đây ghe nhỏ như thế này thì chúng ta đi gần bờ thôi, cách bờ khoảng 200 đến 300 mét thì nước không quá 10 mét. Và trong quá trình làm thì chúng ta thấy đấy, những cái đèn pin như thế này, đây là một số anh em họ lặn gần bờ, lặn không như thế này mọi người, khoảng là nước 2 đến 3 sải thì người ta thấy những cái như ốc, cua, tôm, cái nào bắt được thì người ta lặn xuống, còn chỉ bơi không như thế này thôi. Và trên một cái biển rộng như thế này thì chúng ta thấy đèn sáng tất cả vùng xa xa đấy, thì chúng ta hiểu là mỗi mét nước vẫn là đều có người làm hết. Cũng như cái câu mà chúng ta đi học tắt đất tắt vàng á mọi người, ở đây hầu như là làm xích dưới nước, không có chỗ nào mà bỏ trống cả. Và như chúng ta thấy thì ở đây mỗi cái ngành nghề đều có một cái khó riêng của họ. Ở dưới nước thì có sự nguy hiểm của nước, còn trên bờ chúng ta cũng có sự nguy hiểm trên bờ. Như đêm qua chúng ta thấy là trời khá là lạnh, nước rất là lạnh mọi người. Ở đây là người anh cả phải mặc tới hai cái áo mưa, một mưa vàng, một mưa xanh, rồi thêm một bộ đồ lặn, thêm một áo khoác bên ngoài, nhưng mà xuống lại vẫn còn thấy lạnh, nên là và kể cả là chúng ta phải thức đêm. Ở đây hầu hết là đi lặn ban đêm, không có lặn ban ngày. Ban ngày thì chúng ta làm những cái thu lượm những cái khác. Và hầu hết cái tài nguyên biển càng ngày càng cần kiệt, bởi vì hiện nay thì không có con gì mà dưới nước lên là không mua hết mọi người. Có một số rất ít là không mua được thôi, còn lại con gì mua cũng đều phải đều được đưa lên bờ, và càng ngày thì nó càng ít đi. Và trong cái số lượng ngày hôm qua chúng ta thấy thì cũng tương đối khá đó mọi người, một ngày thu hoạch tương đối khá, còn lại là hầu hết là chúng ta đôi lúc được và lúc mất. Nhưng mà cuộc sống ở biển thì chúng ta vẫn thấy là tương đối là bằng thời gian là nhàn hơn là ở nhà nông của chúng ta. Tuy nhiên thì ở đây công việc mang cái tính rủi ro nguy hiểm hơn, và em thì có quan niệm mà sống đủ là đủ, tức là chúng ta nghĩ nó đủ là nó đủ. Cho đây chúng ta cũng không tranh đua đấu đá gì, mỗi nơi có mỗi cái cuộc sống riêng. Và hy vọng trên kênh, trên nhóm của chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta có cứ quan niệm là ngước lên thì chẳng bằng ai, ngước xuống thì chẳng ai bằng mình. Tuy nhiên thì còn sống là còn phải phấn đấu và cần phải cố gắng để chúng ta có cái gì đó để lại cho con cháu và kể cả cho những bà con ở bên ngoài. Cho nên trong tâm của em luôn cố gắng mang cái gì đó tốt đẹp nhất cho bà con. Kể cả trong video này thì em cũng không có ý nghĩa gì nhiều đâu, nhưng mà chỉ hy vọng rằng chúng ta nhìn thấy được những cái cuộc sống, những cái khám phá nó rộng rãi hơn, mang tính chất là giải trí hơn sau những ngày chúng ta gặp làm việc mệt mỏi.
Một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đã ủng hộ kênh và theo dõi em trong một thời gian qua, và hy vọng rằng em cũng sẽ cố gắng làm cái gì đó nó tốt đẹp hơn cho bà con của chúng ta, mỗi ngày mỗi vui hơn, mỗi ngày mỗi hoàn thiện và thành công hơn. Còn bây giờ thì video em chỉ làm đến đây thôi. Một lần nữa là chúc bà con của chúng ta sức khỏe và chăn nuôi thành công. Khoảng 1 đến 2 ngày nữa thì em mới về đại cái trang trại của mình, và hy vọng đến lúc đó thì chúng ta sẽ chia sẻ về cái chăn nuôi nó nhiều hơn. Còn bây giờ thì em vẫn còn ở đây.